ba quần áo hôm hổm mà Thanh Liêm đem qua cho anh Sang mặc đó, giờ chỉ thấy còn có cái quần ở trên người anh đó là anh mặc thôi, còn tất cả những cái đồ kia sao anh bỏ trơn cái gì vậy? Mấy bộ á, rồi giờ mọi điếu thuốc khác nữa đó, thấy cũng mắc cực. Lại thêm điếu nữa rồi đó bà con. Trời ơi, ông ngồi xung quanh nó bây giờ gần chục điếu thuốc rồi. Nắng quá không anh Sang? Vô trong ngồi không? Hả? Vô đây ngồi không? Gì? Nắng quá nắng gì? Gì? Anh vô đây ngồi không? Đâu có không. Nắng quá trời nắng luôn rồi. Hả? Nắng á.
ngồi gác không? Nắng không á? Nắng cái lưng anh không? Sự là ngày hôm qua thứ sáu là cái ngày mà đi cực khổ nhất mà không được cái gì hết. Bỏ đi từ Long Xuyên rồi đi xuống Cần Thơ xuống Hậu Giang, rồi Hậu Giang xuống Sóc Trăng, đoạn đường đi về là trên 200 cây số mà không được gì hết. Cũng hơi buồn. Cái đi á, mình không có ngại, nhưng mà chỉ có ngại một cái á, đi đến nơi rồi nhưng mà công việc mình làm không được. Buồn dữ lắm. Anh em ngày hôm qua về ai cũng rủ rượi hết. Bỏ thời gian công sức để mà đi. Cũng muốn làm tốt công việc nhưng mà cuối cùng lại làm không được, cho nên anh em về cũng hơi buồn. Nhớ lên lưng bao rồi, dạo rồi. Hả? Dạo lên lưng bao rồi. Ờ. Đi mua thuốc. Ok. Đi mua thùng nước nữa. Ừ. Cái giỏ nước anh bỏ nữa rồi làm sao em kêu nước cho anh đây. Dạ dạ, là bữa nay đây là cái lò mới của anh Sang mới làm nè, cái lò cũ bên đây anh Sang bỏ rồi, rồi ông đốt giết vợ lên đóng, cũ bên kia đóng, rồi giờ bên đây đóng, giờ tiếp tục. Ôi đó, ông mới mua mấy cục gạch về ông làm lò, ông nói 35.000 cái đó bà con cô chú. Cái này cũng biết rồi. Khách lắm nó. Tao hỏi anh mua gió. Ừ. Ôi, gió gió. Thấy nó cũng ngủ ngộ rồi nè, lật nè. Tiếp tục lật nữa nè bà con cô chú. Nó bỏ vô đó. Nè. Đó, 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 cái cắm vô đó. Không leo hàng. Gào gác tùm lum hết trơn á, mà không thấy ông ăn rồi ông lặt xong cái ông bỏ chỗ này ăn miếng chỗ kia ăn miếng như là ông cúng vậy đó. Bỏ vô nó.
chó đó. Xung quanh luôn là có cái lò bỏ vô đó đó. Trời biết rồi, mua cái lò bỏ gì đó đó. Ừ đó. Mua ba cái mấy cây chim cây mắm đó. Hả? Đi mua mày mua cái nồi cơm cho nó đó. Đâu? Sang mà sống tự tại mà không hại đến ai. Anh Sang có đời sống tự tại không hại đến ai. Ra bỏ vô nó đó. Xong không ăn cái để không ăn cái lễ nè, ghim nè, để giống như ổng đang cúng cái gì đó mà con cô chú ơi. Nè nó bắt đầu lấy thuốc rồi mồi tiếp, mồi xong cắm gịch cái một à, xong kiếm cây ghim lên ngộ đó. Thì mình thấy cũng ngộ lắm á. Sống vậy nhưng mà không có bệnh hoạn gì là cũng mừng cho ảnh rồi. Sợ ông ốm đau bệnh hoạn thì đâu có ai mà lo. Trời ơi, cái này cũng uống nước chứ nữa. Hôm trước mua cái thùng nước rồi giờ anh bỏ rồi. Bây giờ anh lại tiếp tục lấy nước ở dưới cái hầm chỗ mà người ta nuôi bò, người ta rửa, người ta xịt thải dưới á. Để lấy anh dùng nó rồi không biết làm sao nữa. Em biết rồi. Ở dưới đây còn con cá nữa kìa. Còn con cá nữa nè. Bỏ vô đó đó. Cái món phái khẩu của anh Sang là cá lóc nướng chui á. Mà thấy anh ít có ăn quá, anh nướng xong rồi anh đem lên anh để không. Bây giờ dưới đây còn con nữa nè. Này, bà con này thấy rõ không nè, dạ, đó, đó, con cá còn ở đây, đây còn con cá đó nè. Bỏ được nó đó.